Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ, ngày 21 tây tháng 3 năm 2021 và bây giờ là khoảng chừng là 1 giờ chiều giờ Cali. Thì ở Việt Nam lúc mà các bạn xem video này các bạn đã là ngày thứ hai rồi. Thì chúng ta nhìn vào tình hình chung đó, các bạn thấy chúng ta đổi về cái biểu đồ của nến ngày đi. Thì bạn thấy được là khi mà chúng ta nhìn vào video nến ngày đó thì trong khoảng thời gian là vài ngày qua, ngay cả cuối tuần qua từ thứ sáu tới 7 Chủ nhật thì các bạn thấy được là giá Bitcoin vẫn tiếp tục xoay quanh cái mức là 56, 57, 58 ngàn đô. Mặc dù chúng ta thấy được là cách đây vài tiếng đồng hồ để thường đổi về cái biểu đồ của nến giờ thì chúng ta thấy được là cách đây vài tiếng đồng hồ giá Bitcoin đã có lần đi xuống tới cái mức là chỉ còn có 55.500 đô thôi nhưng mà sau đó các bạn thấy được giá nó nhanh chóng hồi phục lại chúng ta đang nhìn vào giá Bitcoin ở trên sàn Coinbase thì tuy là các bạn thấy được là giá cũng có sự dao động trong cái thời gian là từ cuối tuần qua nhưng mà chúng ta thấy là cái giá vẫn xoay quanh cái mức mà chúng ta cũng đã biết là từ 56 cho đến 60 ngàn thì một trong những câu hỏi tôi biết là nhiều bạn cũng muốn cập nhật thông tin đó chính là liên quan đến chuyện gì đang xảy ra trong vòng 2 ngày qua thì có những thông tin gì tại vì ngày hôm qua thuận bận một số công việc cho nên không có video hôm nay tôi muốn chia sẻ một số những thông tin với các bạn cũng như là tôi muốn chia sẻ cập nhật mới nhất liên quan đến là on chain bây giờ như thế nào liên quan tới là chúng ta thấy bây giờ lực bán đến từ đâu ai đang mua và đặc biệt là có một dấu hiệu đường cho các bạn thấy được là đây là một dấu hiệu cho chúng ta thấy đã có một chút hy vọng là chúng ta thấy được là những nhà đầu tư lớn đã có cái sự thu mua tại vì các bạn thấy được là cái Coinbase Premium Gap đã tăng lên điều này như thế nào chúng ta sẽ nói thêm một lát nữa cũng như chúng ta sẽ nói về thông tin liên quan tới Ethereum tại vì các bạn thấy được là Ethereum thì lại tiếp tục biến mất ở trên những sàn giao dịch và đây là thông tin mà chúng ta sẽ nói tới trong cái video ngày hôm nay nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và nếu như các bạn chưa có theo dõi Thuần Capital trên mạng xã hội thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này tìm thấy những cái thông tin như là Telegram, Facebook và Twitter. Các bạn cũng nên theo dõi Thuần Capital trên những mạng xã hội để nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Và trong cái video ngày hôm nay chúng ta có một tài trợ để đọc thông tin quảng cáo đến từ VNDC. VNDC là một nền tảng stablecoin đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng trên nền tảng Ethereum, ERC20 và Binance Chain BIP2. Một đồng VNDC được neo với giá trị là một Việt Nam đồng và VNDC không chỉ là một đồng ổn định một stablecoin mà nền tảng của VNDC cũng có nhiều tính năng hữu ích. Các bạn có thể lên trên cái ứng dụng điện thoại Apple hay là các bạn sử dụng Android thì tải cái ứng dụng là VNDC Wallet Pro có nhiều cái chức năng như là các bạn có thể đã tham gia vào staking và thứ nhì các bạn có thể dùng VNDC exchange để có thể đổi đồng VNDC qua những đồng khác như là Bitcoin, Ethereum, Tether. Thứ ba các bạn có thể là đặt cọc và vay bằng cách là các bạn để những đồng như là Bitcoin, Ethereum, Tether lên trên VNDC Credit Line và có thể là vay. Thứ tư là các bạn có thể lưu trữ đồng VDC, đồng Chi, đồng Ethereum, đồng Bitcoin, đồng Tether ở trên cái ví này. Và đương nhiên các bạn có thể là mua bán VNDC dễ dàng trực tuyến 24 trên 7. Nhưng mà nào mà có hứng thú muốn tìm hiểu thêm về VNDC và VNDC Water Pro thì bấm vào cái link bên dưới để tìm hiểu thêm. Thì chúng ta bây giờ hãy nhìn tổng quát ở trên thị trường đi cho bạn thấy được một những trang web mà các bạn có nhìn thấy tổng quát thị trường. Đó chính là Coin360. Thì ở trên coin 360 này các bạn thấy là chúng ta có màu đỏ cũng như là màu xanh lá cây ngày hôm nay Thật ra chúng ta thấy nhiều màu đỏ hơn Nhưng mà chúng ta thấy là phần lớn không phải là màu đậm Nghĩa là các bạn thấy được là màu đỏ càng đậm thì xuống càng nhiều Như là các bạn thấy là Polkadot, Tầm Nem vân vân Còn những màu xanh mà đậm thì cứ lên nhiều như là Tây Đà vân vân thì các bạn thấy được là phần lớn ngày hôm nay là màu đỏ nhưng mà không có xuống mạnh. Chúng ta nhìn vào một số những cái đồng lớn ngày hôm nay đi. Chúng ta trở về trang web là CoinJetco. Các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào Bitcoin thì bây giờ là 57.695. Có nghĩa là trong vòng 24 giờ qua thì xuống 3,3%. Và các bạn thấy là Ethereum thì cũng tương tự xuống khoảng 3% ở mức là 1.800 đô. bnb Binance Coin thì xuống 2,3% đồng Tether các bạn thấy được là chúng ta vẫn thấy Tether à, đương nhiên là một đô la nhưng mà chúng ta muốn thấy là bây giờ đồng Tether đó thì cái tốc độ mà đồng mới in ra như thế nào thì chúng ta bây giờ phải chuyển qua nhìn vào market cap thì chúng ta bây giờ chuyển qua nhìn vào cái tổng số vốn hóa trong vòng tuần qua thì thì các bạn thấy được là trong vòng một tuần qua bắt đầu từ ngày 14 tháng 3 thì lúc đó đó tổng số vốn hóa chỉ là 38,4 tỷ mà thôi cho đến thời điểm bây giờ thì bạn thì đã lên tới là 39,825, năm có nghĩa là trong vòng một tuần thôi thì các bạn thấy cái số lượng Tether in ra là khoảng 1,4 tỷ đã được in ra Tether vẫn tiếp tục in với cái tốc độ rất là nhanh và đây cũng là một trong những cái điều mà nhiều người cho là tốt đối với giá cả của Bitcoin trong thời gian tới đây tại vì Tether in ra thì các bạn thấy là giá Bitcoin được giữ hay là tăng lên và bây giờ tốc độ in tiền của Tether vẫn còn rất là nhanh chúng ta có đã biết là bây giờ đã là ngày 21 tháng 3 có nghĩa là còn khoảng chừng là hơn một tuần nữa là kết thúc tháng 3 này nghĩa là kết thúc của quý 1 thì sau khi kết thúc đó trong thời gian à, khoảng chừng vài tuần thì đồng Tether, công ty Tether phải nạp giấy tờ cho New York để mà kiểm chứng là họ có cái số tiền ở trong ngân hàng để mà đảm bảo cái số lượng này đây là cái tài liệu thường cảm thấy đầu tiên mà công ty tether phải minh bạch về cái số lượng tiền mà có để mà bảo đảm cái số lượng tether này chúng ta tiếp tục chờ đợi để mà xem các bạn thấy được là Cardano thì bây giờ ở mức là một đồng 20 cent xuống 4%. Các bạn có đã biết là đồng Cardano đã được lên trên sàn Coinbase Pro, sau đó nhanh chóng được lên trên sàn Coinbase. Đó là cái thông tin chia sẻ cách đây 2 ngày, ngày thứ sáu thì các bạn thấy được là bây giờ đồng Cardano sau khi mà được lên sàn Coinbase thì bây giờ đã trả trở về cái mức là một đồng 20 cent vẫn trên một đô ở thời điểm hiện bây giờ. Polkadot thì xuống 5,4%, bây giờ mức là 37 đô XRP. Các bạn thấy được bây giờ đã bị đẩy về hạng thứ bảy rồi. Như bạn hỏi thường là có thông tin gì liên quan tới cái điều kiện liên quan tới công ty Ripple và XRP hay chưa? Thì bây giờ chúng ta vẫn chưa có bất cứ một thông tin gì. Các bạn thấy được là cái thông tin là công ty Ripple đã ra tòa hồi tháng 2. Đây là ra tòa trực tuyến nhưng mà đó chỉ là sơ thẩm mà thôi. Chúng ta thấy được là cái luật sư của công ty Ripple nói là nếu chúng ta muốn biết kết quả thì là phải chờ cho đến cái lúc là khoảng chừng là tháng 10 của năm nay có nghĩa là còn khoảng chừng là 7 tháng nữa mới biết được thông tin chứ hiện bây giờ các bạn thấy được là XRP ở mức là 51 cent thực ra mà nói là cái mức này đã cũng đã cao so với lại cách đây vài tuần rồi các bạn thấy được là trong vòng 14 ngày qua XRP đã tăng 11,5% nhưng mà trong vòng 30 ngày qua thì xuống 3,1% Thì chúng ta tiếp tục chờ đợi mà thôi Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào cái đồng kế tiếp đó chính là đồng Uniswap Bây giờ vẫn giữ vị trí thứ 8 Hầu như là không sự tăng trưởng trong vòng 24 giờ qua Vẫn ở mức là 32 đô 91 cent Mà các bạn cũng đã biết là chúng ta đã theo dõi Uniswap này Và đã đầu tư từ khi mà Uniswap vừa ra đời hồi tháng 9 của năm ngoái Lúc mà giá chỉ có 3 đồng mấy mà thôi Like coin thì xuống 3,6% và Chainlink thì xuống 3,1% Thì các bạn thấy được là Bitcoin xuống 3% Những đồng lớn thì đi xuống theo xu hướng cũng là một chuyện rất bình thường mà thôi Chúng ta nhìn vào những đồng mà lên xuống nhiều ngày hôm nay thì các bạn thấy là Harmony Đồng One đã lên 44,4% thì bạn thấy được là ngoại trừ đồng Harmony này lên 44% thì những đồng khác cũng có lên nhưng mà không nhiều là nổi bật như là Tây thì lên 11,9%, Sweetball lên 9%, BitTorrent cũng tương tự lên 9%. Về các phương diện những đồng mà đi xuống mạnh thì hầu như không có đồng nào gọi đi đi xuống mạnh hết trong vòng 24 giờ qua. Các bạn thấy là những đồng như là Phantom, uh, Near, Avalanche những đồng này thì xuống khoảng 9 đến 8% mà thôi, coi như là không có đồng nào gọi là xuống mạnh. Thì chúng ta bây giờ hãy nhìn vào các phương diện tin tức đi trước khi nó nói về tin tức đó, thì có một thông tin thường chia sẻ ngày hôm qua trên mạng xã hội đó chính là 3 năm trước thường chia sẻ với các bạn là nhiều công ty đang âm thầm thu mua bitcoin giờ thì chúng ta đã rõ bây giờ các bạn thấy được là những công ty như là công ty mass mutual MicroStrategy ngay cả tesla vân vân có hàng loạt không là những công ty bây giờ đang thu mua Bitcoin và đã thu mua Bitcoin trong thời gian nhiều năm qua Thậm chí những ngân hàng các bạn thấy là bây giờ những ngân hàng đã ra cái thông báo là họ đã bắt đầu là hỗ trợ những sản phẩm liên quan đến crypto Thì các bạn nghĩ là họ ra thông báo xong rồi họ đi thu mua Bitcoin hay là họ đã mua Bitcoin trước đó Bây giờ họ đã tích lũy đủ rồi, họ mới bắt đầu đưa những sản phẩm này ra Thì đương nhiên thử nghĩ là họ đã tích lũy trong cái khoảng thời gian là ba bốn năm qua trong thời gian mà chúng ta thấy được là thị trường đi vào mùa đông chúng ta cũng đã nói tới rất nhiều những thông tin là có dẫn chứng là nhiều công ty lớn đã âm thầm thu mua cho đến thời điểm bây giờ nhưng mà cái mà thường muốn chia sẻ là một trong những cái chuẩn đoán mà chúng ta cũng thường hay nói tới đó chính là 3 năm sau các bạn cũng sẽ rõ ra các chính phủ và ngân hàng trung ương đã và đang thu mua bitcoin thì bây giờ thì không có một cường quốc nào thường nghĩ là muốn cấm Bitcoin hết Tại vì các bạn thấy được bây giờ đã chúng ta nghe nói tới thông tin là sẽ có luật để mà quản thị trường này mà thôi Nếu như mà đã muốn cấm thì tại sao lại phải ra luật Và các bạn thấy là nếu muốn cấm đó, thì thời điểm tốt nhất là khi mà Bitcoin vừa ra đời Giả sử như là lúc Bitcoin ra đời không ai để ý đến Thì lúc mà Bitcoin từ 20.000 sập về 3.000 Lúc đó không ai quan tâm đó chính là cái lúc tốt nhất để mà hạ gục Bitcoin Nhưng mà các bạn thấy được là đã không xảy ra Bây giờ Bitcoin đã là một phần của thị trường tài chính rồi giá ra là 60.000 đô các bạn thấy được là không bây giờ không chỉ riêng là một phần của thị trường tài chính mà còn là một phần của ngân sách nhiều công ty thì các bạn thấy được là công ty lưu trữ như Bitcoin mà lỡ như chuyện gì xảy ra Bitcoin đi nữa thì các bạn cứ nghĩ đi cổ phiếu như thế nào cho nên các bạn thấy được là không có lý do gì nghĩ là chính phủ những cường quốc sẽ ra cái quyết định là cấm Bitcoin hết và đương nhiên các bạn cũng đã biết là các bạn không thể cấm Bitcoin, các bạn chỉ có thể cấm bản thân mình sử dụng Bitcoin mà thôi. Và thông qua tôi tin tưởng là khoảng chừng là 3 năm sau chúng ta sẽ có những thông tin là quốc gia này mua Bitcoin, quốc gia kia mua Bitcoin chỉ là chưa phải là thời điểm công bố bây giờ mà thôi. Kế tiếp là cái thông tin tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến Bitcoin ETF. Thực ra mà nói đó, trong cái thời gian khoảng chừng là một tuần qua thì có hai đề tài rất lớn được nói tới. Thứ nhất đó chính là đề tài liên quan tới sàn Coinbase lên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ. Và thứ nhì, đó chính là liên quan tới Bitcoin ETF. Một chuyện điều mà các bạn cần phải hiểu đó là lúc nào thị trường cũng cần một câu chuyện để cho dẫn dắt thị trường, để cho mọi người cùng nhau quan tâm về một cái đề tài. Và ở trong thị trường crypto đó thì hai đề tài lớn, đó chính là đề tài liên quan đến Bitcoin ETF và thứ nhì đó chính là liên quan tới Coinbase. Còn ở trong thị trường tài chính thì đề tài lớn nhất bây giờ đó chính là đề tài liên quan tới lãi suất chúng ta cũng đã nói tới rất là nhiều rồi. Và bây giờ xu hướng kế tiếp của thị trường này vẫn tiếp tục dựa vào xu hướng của thị trường chứng khoán trong thời gian ngắn hạn liên quan tới Bitcoin ETF đó, các bạn thì được là Kyrish Capital là công ty mới nhất thông báo là nạp đơn cho SEC để có thể có được một Bitcoin ETF tại Hoa Kỳ. Và cái đơn này đã được nạp là cuối ngày thứ sáu mới đây, cách đây khoảng chừng là 2 ngày. Thì hiện bây giờ chúng ta có ít nhất là 5 đơn Bitcoin ETF đã được nạp. Các bạn thấy được là VanEck nạp hồi thứ năm Wisdom Tree một tuần trước nữa, NYDAG cuối tháng 2 và Valkyrie là hồi tháng 1. Các bạn thấy được là tính luôn SkyBridge Capital thì bây giờ đã có 5 cái đơn Bitcoin ETF đang chờ được duyệt thì quyết định nhanh nhất là trong vòng 45 ngày và có thể kéo dài đến 240 ngày có nghĩa là các bạn nếu như mà muốn thấy là SEC ra quyết định thì nhanh nhất là trong thời gian một tháng rưỡi này có thể là họ ra quyết định tháng sau có thể là sớm hơn nhưng mà nếu như mà họ muốn kéo dài đó họ có thể đòi hỏi những công ty này nạp thêm thông tin nạp thêm những cái đòi hỏi của SEC của là ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ thì kéo dài tối đa là 240 ngày mà họ phải ra quyết định là một là cho thông qua hai là không cho thông qua có nghĩa là nếu như cứ kéo dài hoài thì có thể là đến khoảng chừng tháng 10 mới có kết quả nhưng mà các bạn thấy được là bây giờ ở trên thế giới chúng ta đã có 3 Bitcoin ETF được thông qua ở Canada ở Brazil đã có một bitcoin etf được thông qua và thật ra ở Brazil đã có hai cái etf liên quan đến crypto một cái là hỗn hợp những đồng một cái là liên quan trực tiếp đến bitcoin và đã có một bitcoin etf được thông qua trong thời gian mấy ngày qua ở Brazil còn liên quan đến Hoa Kỳ chỉ là sớm muộn mà thôi các bạn thấy được là có một quỹ đầu tư Bitcoin ETF là một cái điều rất bình thường ở trong một cái thị trường trưởng thành các bạn thấy được là vàng thì cũng có rất nhiều ETF cổ phiếu cũng vậy vân vân thì đương nhiên Bitcoin có ETF cũng không có gì gọi là quá đặc biệt cũng như là quá bất ngờ nhưng mà sớm muộn chúng ta cũng sẽ thấy được có một Bitcoin ETF và đây là một cách đầu tư rất đơn giản để cho nhiều người có thể là thông qua thị trường chứng khoán để mà đi thu mua những cái cổ phiếu liên quan tới Bitcoin trực tiếp cho nên khi mà có Bitcoin ETF rồi thì các bạn sẽ thấy được là cái sự quan tâm đến Bitcoin sẽ tăng lên rất là nhiều. Đây cũng là một trong những cái lý do tại sao nhiều người nghĩ là chúng ta khi mà có thông tin liên quan đến Bitcoin ETF thì Bitcoin có thể qua 100.000 đô một cách rất dễ dàng. Đương nhiên các bạn thấy được là lúc nào thì trường cũng cần có một câu chuyện hết. Chứ còn trước đây các bạn thấy được là từ năm 2018 đến đầu năm 2019 chúng ta nói tới rất nhiều về quỹ đầu tư Bitcoin ETF. Nhưng mà sau đó hầu như là một câu chuyện đã được bỏ qua. Nhưng mà các bạn thấy được là giá vẫn tiếp tục tăng, mọi người vẫn tiếp tục tăng trưởng. Chỉ có là bây giờ Bitcoin đã lên tới khoảng chừng là 60.000, gọi là bị khẩn lại. Cho nên bây giờ mọi người lại đi tìm kiếm một câu chuyện để có một cái hy vọng Bitcoin tăng trưởng tiếp tục. Và câu chuyện bây giờ đó chính là câu chuyện liên quan tới Bitcoin ETF. Khi chúng ta nói tới thị trường crypto này,